chú đừng quay diễn viên cháu hả? Đừng quay diễn viên cháu. Cái này của mày à? Không là chết rồi. À, nó lớn đó. Lớn. Là cái trang phục thì giao các bạn nhé. Cái chua là một chú kia là chú. Dạ. Một chú nào? Đây là một hàng của dân tộc ở các bạn. Vậy cho tay chú với con cá. Quá thấy chú quá chú có. Chú là. Thêm một số sức bỏ luôn. Tại vì chú có lẽ lấy cái số sức bỏ luôn. Ít nhất là bỏ số máy. Bên nào cứ tạo điểm nó tạo hình. Nó mạnh. Đấy, dạy các dạy nha. Chỗ vài dân tộc các bạn ạ. Con gâu gâu ơi. Con này con đực hay là con cái con này? Cái có đực có đầy đủ hết. Có đực có cái. Ừ. Là Phú Quốc là hàng săn, cây cáo là săn loại này. Loại loại săn. Ừ. Còn loại trong nhà loại này. Ừ, màu nào được chứ không bây loại loại săn săn cây cáo này loại loại trong nhà. Thì cả vợ viết đi vắng là ok luôn đấy nhỉ. Ok. Nó là hàng công an ngâm ấy. Ừ. Bảo vệ là từ vợ đến con cái. Tao là bảo vệ cắn luôn. Đẹp lắm mày, con đẹp. Mấy con bao nhiêu đấy? Mấy con giá bình quân 340 với 340 thôi. À. 340 với 340 hả? Khác nhau chứ. 340 với 340 thì bán. Đây là nhà trong nhà đấy. 340 nhiều hơn 340. Hàng này à, bao nhiêu? Hàng này chỗ quen là 250. Chỗ không quen là 240. Ui, trên trước là không phải nghĩ. Em đâu? Trên đó là có đẹp. Trong em đi. Bột nó mù bự.
con chào là bác cũng vào đây đi lấy gì mà lợn này giá bao nhiêu đấy chú? Hơn 5-600 thôi ba. À. Ba 400 có. Ừ. Đen. Cái lợn đen là bao tiền con ơi? 600 bác ơi. 600 à? Các bạn nha. Cái này là tan mình thôi là tại cái hàng nghề đó thì nó ăn mà buộc con chém khoái thì nó mà đây là hai bà dân tộc đang chọn vải để làm áo như các bạn nha. Chú Khánh tươi kìa. Và như hồi nám là chú lui tới mình quay chú. Cái này là củ gì đấy? Sâm. Củ sâm à? Cái này là sâm gì ạ? Cô nhiều lắm. Bao nhiêu một củ này đấy? Mới cân 100. Mới cân 100 à? Cân 100 rồi mà. Không cho 100. Em lấy là cái đứa ở Lào Cai, đứa ở Lào Cai. Đứa ở nói thì nói em chưa hiểu, tại vì em là có bạn em ở tầm trên kia nó bán tầm luôn rồi. Bà con ơi, mua đây. Cái này ngâm rượu à? Ngâm rượu. Ngâm rượu cho nước uống. Cái này anh khỏe, anh người vui ở đây này. Đúng rồi. Lá này, lá này. Lá này, lá này. Lá này, lá này.
giúp ngươi ngủ phụ thức. Cái lá nó này đâu. Thế mà lấy cả lá về mà. Bây giờ mọi người mà cái đề lá của nó à? Bây giờ mọi người mà mua thì cắt cái đoạn này để ăn trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.